Hôm nay xin nhà của. Chào các ông bà. Rồi. Nó đọc mẹ nó. Làm ở nhà nhá. Bao nhiêu năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phượng già vẽ hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thấy lá. Những chuyến đò chở thời gian vội vã, xin một lần thăm lại bến sông xưa. Xin một lần về lại tuổi ngây thơ, ánh mắt băng cuồng giữa sân trường đầy hoa nắng. Năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. Ngồi bên nhau khi tóc đã điếm bạc, dưng dưng nhớ về trang lưu bút ngày xưa. Bao nhiêu năm rồi, ơi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói. Mai xa rồi, con tim vẫn gọi, mai trường xưa ơi, yêu dấu. Năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phượng già vẽ hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thấy lá. Những chuyến đò chở thời gian vội vã, xin một lần thăm lại bến sông xưa. Xin một lần về lại tuổi ngây thơ, ánh mắt băng khoáng giữa sân trường đầy hoa nắng. Năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. Về ngồi bên nhau khi tóc đã điếm bạc, dưng dưng nhớ về trang lưu bút ngày xưa. Bao nhiêu năm rồi, ơi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói. Mai xa rồi, con tim vẫn gọi, mai trường xưa ơi, yêu dấu. Mai trường xưa ơi, yêu dấu suốt một đời. À, đây bao nhiêu năm nhỉ? Đây. Nửa thế kỷ. 50 năm hơn. Đấy, thấy quý chưa? Rồi. Chào ông, 50 năm cuộc đời nhé. Rồi. Xin cảm ơn. Đó. Đi. Chú Bảy kìa, chú Bảy cao hết đâu. Lên. Đây rồi. Lên đây. Ông nhớ tôi.
Mình xưa tôi còn sang Tam Sơn đấy, anh đá từ Tam Sơn đấy. Trong một nhà giám quý phái thì lên chất cho. Đúng rồi. Thank you.
Là sẽ đưa các bạn về thăm cô giáo chủ nhiệm cũ.
rồi không thì thế báo cáo các bạn là còn buổi trưa hôm nay và toàn bộ nguyên khí sinh hoạt hôm nay của chúng ta là tất cả các thành viên trong lớp chúng ta tham gia đóng góp vào sinh hoạt, và hôm nay chúng ta trước khi vào sinh hoạt thì tôi xin thông tin với các bạn là đây là 50 năm một nhiệm rất lớn, không biết từ nay về sau chúng ta có thời gian nào chúng ta tổ chức được, cho nên là hôm nay chúng ta làm là lựa chọn cái tất cả những cái gì chúng ta cần làm. Còn trên tinh thần là sau khi mà chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái thông tin trên các trang Zalo được để biểu hiện cái tình cảm tâm tư trao đổi và những cái gì đó chúng ta cần mong các bạn là hết sức là thông cảm cái đó. Còn nếu như có điều kiện có gì thì từng khu chúng ta có thể tổ chức được cả năm. Mà nếu như tôi gọi là tất cả mà nếu mà tốt hơn tất cả đồng đội nữa thì có thể là chúng ta ban liên lạc chúng ta lại tiếp tục tập trung để chúng ta sinh hoạt nhau. Bởi vì đến năm nay thì cũng báo cáo các bạn là nhân sinh thất bại, cho nên là cái tuổi nó sẽ tuổi cái xuân đi. Do vậy mà sau khi gặp và trước khi vào học thì cũng thông tin với các bạn là chúng ta không mới nghĩa sẽ không được gặp A Tam nữa trong cái kỳ vừa rồi là bạn Mai và bạn Loan thì là bạn nên làm lớp và các bạn cũng đã đến để chia buồn với gia đình và cùng với các bạn. Thế như vậy đến giờ là chúng ta biết các bốn bạn, bạn Văn, bạn Hưng, bạn Loan và bạn Mai là bạn biết các bốn bạn. Tổng số chúng ta là 38 bạn, 42 bạn, 42 bạn là biết bốn bạn đã. À, không đăng ký đi, còn lại chúng ta đăng ký đi thì bạn mất bạn. Như vậy là số của chúng ta là bạn cần luôn. Báo cáo các bạn chương trình như vậy. Thế sau đây thì có lẽ là xin mời các bạn chúng ta lên chỗ hành lý được trước. Còn đó chúng ta sẽ vào phần thưởng vật. Các bạn nhất trí với chương trình nếu mà có chế thì xin mời các bạn trong một bàn hóa tay.
nữa đây. Hai bạn gái nữa. Thơm cũng càng nhiều tốt, càng đông vui, ôi trời hay quá. Hay học phụ huynh. Không, đây là cho kỷ niệm trường, cho trường thi kiểu như là học sinh. À, nó làm mấy kỷ yếu, nó làm kỷ yếu. Đó là càng tốt. Chú hội trưởng ủy ban xã có thể xuống xe đây đi, cái quay phim luôn từ đây đón. Đây được rồi, đây để. Chào mái trường cấp 3 thân yêu sau 50 năm xa cách. Chào bạn nhé. Rồi các bạn cứ đi đi ạ, các bạn cứ đi đi, cháu lấy cảnh sau. Chúng ta về đây là đông nhất. Xin chào. Quá đẹp. Chắc là thôi nhỉ, còn quay chi nữa. Còn các bạn đi để cháu việc của cháu. Chào thành phố chúng ta lên nào. Hay quá. Anh mẹ ơi. Đồi hết, sàn đồi hết mà. Bây giờ nay chỉ yếu hả? Vâng. Ở đây tinh xã cả.
Cứ đi đi ạ. Mất rồi.
Ừ, các bạn đi qua, đi qua như này. Cảnh Hưng đấy. Ừ, bắt rồi, bắt rồi. Con thầy. Nhà thầy ở bằng... Không lập cái trường thì có như đó đấy. Hàng ngày con không được hiểu. Hàng ngày là đi tắm biển, đi bộ. Đi tắm biển thì phải dùng đi. Tiếp trên chiến thắng. Sân trẻ chúng ta đã đổi bất cứ đi. Thân này giờ là ai chạy bộ? Chạy 3000 mét. Chạy bộ. Chạy thì lò, chạy thì cả. Đi bộ, không sao chạy ra. Phải chạy bộ. Bây giờ ơi, cái này. Cuối cùng sau cái cao cầu chờ mong thì các bạn chúng ta khắp mọi miền của đất nước đã không quản đường xa xa xôi vượt qua những trở ngại do tuổi tác sức khỏe để đến với ngày cờ mộ của đại gia đình B khóa 1971-1974 trường cấp 3 Tiên Du Bắc Ninh sau 50 năm xa rời mái trường ông thân yêu. Trong giờ phút này mỗi cựu học sinh ai ai cũng có chung một cảm xúc bồi hồi nâng nâng tràn ngập hạnh phúc khi được gặp lại bạn bè, thăm lại mái trường xưa. Thưa các bạn, kể từ khi xa rời ngôi trường, chúng ta đã ra đi muôn phương theo tiếng gọi của đất nước, của cuộc sống. Đến nay có người thành đạt, có người vẫn chưa được cuộc sống vui gì. Nhưng hôm nay bỏ lại sau lưng tất cả những ưu tư hàng ngày, chúng ta đã về đây để sum vầy, để tay trong tay, miệng cười và nước mắt chảy rưng. 50 năm, 1/2 thế kỷ, mà như một khoảng cách vượt qua đời đâu là một sự vô lý, phi lý vô cùng. Nhưng hôm nay chúng ta đã trở về từ một ý tưởng, sự quyết tâm, đồng thuận và những nỗ lực tuyệt vời của tất cả chúng ta để có một ngày đoàn hôm nay. Giây phút này rồi sẽ đi sâu vào tâm cảm của chúng ta trong mỗi tháng năm sau này. Đặc biệt, sự hiện diện của chúng ta hôm nay là một minh chứng cho quan điểm không có gì là bất khả khi chúng ta đã quyết tâm và đồng thuận nỗ lực hết mình. Trong giây phút này, chúng ta nhớ lại những thầy cô đã chỉ dẫn chúng ta trên bước đường học tập và phấn đấu từ môi trường thân yêu một thời để chúng ta bước ra cuộc sống với sự tự hào rằng môi trường đó đã hun đúc cho chúng ta nên người. Trong giây phút này, chúng ta đồng cảm và chia sẻ với các bạn đồng khóa của chúng ta cũng như những lý do riêng không thể hiện diện cùng chúng ta trong ngày hôm nay, nhưng chúng ta tin rằng sẽ có nhiều gì để sum họp như hôm nay. Cũng báo cáo các bạn là các cái trường hợp mà không về được chúng ta hôm nay thì cũng đã thông tin sơ bộ rồi. Nhưng riêng có một trường hợp là bạn Thạch, bạn nữ, hôm nay là bạn đang ở trên Tân Yên lấy chồng xây dựng gia đình trên đó, nhưng bạn này có một hoàn cảnh hết sức đặc biệt là cũng xây dựng gia đình. Có hai cháu, nhưng một cháu trai thì năm nay ngoài 40 tuổi nhưng mà mắc bệnh từ năm 25 tuổi. Bây giờ là bạn ngồi xe lăn, là bạn trai, cháu trai ngồi xe lăn và hầu như là cũng rất vất vả cho bạn tiền thì cứ hàng ngày chăm sóc này. Và bây giờ là mỗi một ngày chạy thận một lần, là bạn Thạch cũng một ngày là chạy thận một lần. Thế cho nên là bạn Thạch cũng tâm tư là cũng rất muốn về. Thực sự là bây giờ không thể xa rời con được trong một buổi. Và bây giờ là bắt đầu là bệnh là bắt đầu chảy lên mắt. Mắt cũng hỏng rồi. Đây là những trường hợp mà nói là chúng ta hết sức thương cảm chia sẻ với chúng ta. Trong giây phút này, chúng ta đồng cảm chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh như tôi đã thông tin kể từ sau buổi gặp mặt cách đây 5 năm. Lớp ta đã có trang Zalo để kết nối tình cảm, chia sẻ vui buồn của các bạn trong lớp. Chúng ta đã thường xuyên trao đổi thông tin với nhau, tổ chức thăm hỏi các bạn đứng đau, thăm hỏi chia buồn cũng như các bạn trong lớp, thân nhân các bạn trong lớp người trần. Trong giây phút này, đã các bạn ý nghĩa ra đi, không bao giờ gặp lại chúng ta. Tôi đề nghị các bạn chúng ta đứng lên một phút và kiệm để tưởng nhớ những người bạn thân yêu đó.
trong buổi gặp mặt hôm nay, chúng tôi muốn các bạn cùng chia sẻ thêm những kỷ niệm tuổi học trò, giao lưu chia sẻ những chặng đường mà các bạn đã qua để chúng ta hướng về cái nhìn tương lai, làm cho tập thể chúng ta ngày càng gắn kết càng đông, tương thân tương ái, giúp đỡ chia sẻ cùng nhau để cùng đồng hành trong cuộc sống. Cũng trong buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức thăm làng Ái Trường Chương đến thăm ngôi đạo chủ nhiệm Nguyễn Thị Lợi yêu quý đã chăm lo dạy dỗ chúng ta những mái trường các ta thân yêu. Dẫu rằng xa cách đã lâu, mái đầu đã bạc nhưng lòng lại quên, một thời hồ nhập mà nên lớp bê ra lại càng thêm nặng tình. Với tinh thần đó, tôi xin phép được khai mạc buổi học lớp sau 50 năm ra trường học sinh lớp B khóa học 1971-1974 trường cấp 3 Tiên Hưng. Xin mời các bạn chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Cuối cùng tôi xin chúc buổi gặp mặt vui vẻ, chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn các bạn. Cũng thay mặt lớp B, chúng tôi trân trọng cảm ơn các ủy lãnh đạo, tổ trưởng dân phố và các chi hội đoàn thể phố Trợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện về địa điểm và nhân lực hỗ trợ giúp đỡ chúng ta tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa này. Cũng nhân dịp này, lớp B chúng ta xin được gửi đến ban khuyến học tổ dân phố Trợ Sơn phần quà hỗ trợ công tác khuyến học của địa phương. Thì sau buổi họp này nữa thì là chúc sau đây thì phần chia sẻ và tâm sự của lớp chúng ta trong 50 năm qua. Xin mời các bạn chúng ta bắt đầu tiếp tục. Đầu tiên tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Công là lớp trưởng sẽ lên có ý kiến chúng ta sau 50 năm. Nguyên,
Thế còn chúng tôi cùng tất cả các bạn trai ở đây thì chúng ta có những chuẩn mực, chúng ta tôi cùng các bạn là 50 năm. Thế còn có những bạn khác, chúng tôi cũng có những cái giai đoạn khác nhau. Thế lần khác mấy năm, lần 97, nó rất là đấy thì chúng ta cũng đang có mô hình của nhau. Hai là trong quá trình công tác để đi di chuyển chúng ta trong đất nước này, chúng ta có đôi lần gặp nhau theo cái kiểu như là thỉnh thoảng gặp nhau theo tôi đi đi đi. Rất là tốt, rất là tốt từ cơ cấu công nghiệp của
Cho nên là không biết kể từ ngày xưa.
Nên là từ chúng ta khi nó ra sẽ
Okay.
ngày cả. Là thiệt. Hiếm có. Họ mua rồi. Cái câu của anh Tuân nói mà mạch trước tổng năng. Đừng đừng đừng. Nó để dành cho cái đẹp hơn này. Đấy. 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 Vâng, cháu vẫn ghi hình ạ. Em hiểu u nhận nha hay không? Để em hiểu lục lại đi xe đã. Thằng này thì nhớ rồi, thằng này chuyên môn nó bỏ qua thuế cho bà mà. Cô à. Ở đây từ từ để em hiểu u nhận ai đây này. Để nhận đã. Em u nhận đã. Thôi, bây giờ nói cái cũng nhớ ngay. Đây là Huy. Còn đây. Em chào cô ạ. Cái cốc đấy. Để cho cô nhận được nhớ nào nhá. Em là Công. Không nhớ tên. Công ạ. Mạnh chú ơi. Đây. Thằng Nghị. Thằng Nghị. Thằng này nó người nhất lớp rồi này. Mạnh. Đây còn mấy đứa con gái kia. Cái bà cô đây. Đứng dịch vào đây cho cô nhìn. Vào đây. Nhìn vào đây là cô nhìn. Bao nhiêu năm?
năm năm 97 mà cô vẫn có về. Xin mời cô về. Cô còn cõng em ở cái chỗ đi đất năm mươi năm thì sĩ xuống lớp em đông luyến cõng em xuống Trạm Xá. Luyến ở Đông Sơn. Hiền. Em là Luyến ạ. À. Luyến Đông Sơn. Lâu quá quá khổ. Lâu quá rồi, 50 năm. Năm Tây Du. Tai cô còn tốt không? Du. Cô còn nghe rõ không? À. Cô còn tay vào đây và áp tay vào đây. Nhà Huy giữ cái tay này cho bà. Chân tay. Du. 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 Không nhận ra mặt nào đấy em ạ. Con phải nghiệp ra rồi. Đây là bạn Hiền cô ạ. Trần Hiền ạ. Trần Hiền ạ. Trần Hiền. Hoa khôn của lớp đấy ạ. Con nào Đỗ Công Mạnh. Ngoan nhất lớp. Ngoan nhất lớp. Hai chỗ nào. Hai chỗ nào. Dân. Dân nữa. Đây. Dân mà U dẫn cả đoàn học sinh xuống để yêu cầu mình phải đi học đấy. Không nhau là tao kỷ luật đấy. Dân đấy. Em đại đồng. Thế còn cái thằng cao cao này cũng có chưa? Cao này là ở Bái Nguyên. Hoan Hoan. Hoan Hoan. Hoan Hoan. Ôi, lớp có ai mạnh, Ngọc Mạnh, Công Mạnh. Nhớ dần. Tôi nhớ dần. Thế là con ấy là hay theo đít con bò. Thế là nhớ hết rồi đúng không? Cô có nhớ em không? Đây cô ơi. Đồng chí bạn này ạ. Cô không nhớ thẳng tên như nào. Sao cô sẽ nhớ? Hồi xưa là gầy gò với này. Bé. Quán cảnh. Là một bà vô 97 cô về xong cô lại có chút riêng. Riêng như trên số. Để cho con Hưng lấy cái xe thiếu như trên số. Đúng rồi. Còn hồi đấy là ưu tiên đấy. Con Hưng lấy. Cái năm 97 sau này còn được nhận được thư riêng của cô. Học sinh ăn rồi, cô lại được riêng. Đấy là Huynh. Huynh ở Bái Nguyên. Ở Thị. Đấy. Huynh ở Ngoại Thị. Đấy. Huynh. 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 Cô còn nhớ đưa em đi bó bột không? Đưa lên bệnh viện Bắc Ninh bó bột đấy. Hôm nay 50 năm. Thế là em bé U nhớ hết rồi. Thế bây giờ mỗi cái thằng này là U chưa nhớ này. Không thể nhớ được. Thằng này hàng xóm của cô đấy. Không nhớ được thằng này. Không nhớ được thằng này. Bắt đầu chuyện. Nhớ nó làm gì? Phải đâu nó đi học nó phải đi qua nhà cô. Đi qua bếp nhà cô. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ báo cáo với U này là hôm nay là lớp B mình tổ chức gặp mặt sau 50 năm khỏi ghế nhà trường từ năm 1974 cho đến 2014. Thế thì hôm nay là các bạn tập trung đến năm 24. Hôm nay là các bạn tập trung rất đông đủ và cũng có những cái hoạt động ở nhà trường rồi, vào trường. Xong rồi là các bạn gặp nhau tâm tư chia sẻ. Xong rồi thì bảo là ra thăm em bé U. Thế thì bây giờ bạn Công là lớp trưởng. Có với bạn Huy là đại diện cho chị em thì có bó hoa chúc mừng cô. Mong cô luôn luôn mạnh khỏe và trường thọ. Đấy. Vâng. Rồi chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Có hộp sữa để U bồi dưỡng. Lo đền trả U cái chỗ hồ bột trắng ngày xưa nó ăn bụng nó đói quá. Cái hồ mà buồn thế. Đây là cái ngai vàng của U đấy hả? Rồi đấy. Mượn tí. Ngai của Minh Mạng. Huy Huy, cái cài này. Cô đã nhận được tương đối đầy đủ với em rồi. Thế em là Công. Lúc ấy là được cô cho làm lớp trưởng. Thế thì hôm nay em có thay mặt các bạn xin sang được kính chúc sức khỏe cô. Được sự đặc biệt được sự ủy quyền của ban liên lạc lớp cho anh Luyện. Thế thì có con được thay mặt tất cả các anh em chị em trong lớp. Đặc biệt là những người mà hôm nay có mặt thực hiện cái cuộc sinh hoạt của lớp sau 50 năm. 50 năm. Và các sinh hoạt rất đầy đủ. Ủa, rồi. Cô 50 nhỉ? Năm, đúng 50 năm. Ngày đấy chúng con mới có 18, 19 tuổi thôi. Mà bây giờ cũng đã 68, 69, 70 cả rồi. Thế thì thời gian nó trôi đi rất nhanh.
sau cái lần đi học xong cái xong phổ thông từ năm 1974 ở Tiến Du ấy, cái nôi của kiểu như chúng con về đấy như kiểu cái nôi cách mạng về đấy, thì sau đấy từ đấy ngày đấy chiến tranh rồi tất cả các thứ nó còn nhiều vấn đề của đất nước, chúng con mỗi người một nơi, anh thì làm công an, anh thì đi bộ đội, anh thì đỗ đại học, người thì làm công nhân. Thế nên bây giờ này nó được 50 năm rồi, trải qua bao thăng trầm sóng gió thì chúng con cũng là những người trưởng thành, thực sự là được là trưởng thành mà đóng góp rất nhiều cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội, đặc biệt cho xã hội. Ở đây đại đa số là anh em đều đóng góp tất cả công sức cho xã hội và bây giờ cũng được về hưu gần chục năm rồi. Thế thì nhân cái ngày hôm nay 50 năm ấy là ngày ra trường mà đúng cách đi nửa thế kỷ rồi. Thực sự đây là cuộc gặp. Vâng. Và cái năm từ năm đấy là năm 1974. Thì chúng con mỗi người một nơi, mỗi người một ngả. Nhưng mà lần này thì tụ họp lại đây sau 50 năm thì có những bạn rất xa như là Tín và Nghị ở tận Đà Nẵng. Thì của Đam bay bay. Hấn ở Nha Trang, còn tất cả các em chị em này vẫn cơ bản ở quanh Bắc Ninh, Bắc Giang. Kể cả các bạn nữ đi lấy chồng cũng quanh Bắc Ninh, Bắc Giang thì cũng có mặt đông đủ. Mà thế thì cái tình cảm mà anh chị em, các bạn bè trong lớp rất quý hóa. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, trong sinh hoạt lớp vẫn phải nhớ đến cô. Đặc biệt là cô thầy, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Lợi. Chủ nhiệm chúng em mà dạy dỗ, ngoài việc dạy dỗ thông thường ra, cô như là cô còn coi chúng em như con. Mà bây giờ thực ra cái tình cảm bây giờ thực ra trong xã hội này nó rất hiếm. Thực sự là chúng con thấy là rất hiếm chứ phải không? Chúng con có con rồi, có cháu rồi, có người có chắt rồi. Thế thì thấy lại, nhìn lại thì đúng là cả một quãng thời gian rất quý hóa. Có chắt rồi. Vâng, lạnh có chắt rồi. Thế đây thì hôm nay chúng con có mặt ở đây mà nhìn sức khỏe của cô. Vẫn nói chung là cô nên cố gắng giữ gìn sức khỏe. Năm nay cũng chín mấy rồi. Chúng con nghĩ là chắc chín mấy. Bởi vì lúc đấy là chúng con 18 tuổi thì là học hết phổ thông. Mà cô là dạy chúng con, mà trong đó con đầu cô cũng là cô An, An thì cũng bằng chúng con. Thì chắc chắn là hơn 20 năm trở lên. Thế thì chắc là cô năm nay cũng là 90. Rất quý rồi. Gần hết một thế kỷ. Thì chúng con cầu mong sức khỏe của cô là giữ được sức khỏe, nhiều sức khỏe. Để làm sao mà sống để thấy được cái sự trưởng thành của các con các cháu, đặc biệt là cái khối cái con lớp 10B này rất nghịch ngợm. Lớp cá biệt. Thế con xin phép, thì hôm nay là ban liên lạc cũng như anh em trong lớp có minh luyện anh đã nói rồi, có một bó hoa tươi, nên là chúc mừng sức khỏe cho cô. Cô thấy niềm vui này thì cô khỏe thêm một tí, khỏe thêm. Mày nhiều nhiều. Vâng, thế nhá. Con xin bắt tay cô. Cô nói nó u là u phải mừng cho thằng con này này. Thằng con này này, chúng nó phạt quan trước cái thời gì đó, nhưng mà có cái đến giờ vẫn an toàn. Mày không bắt. Không, chúng con là chúng con được dạy dỗ từ trong lôi. Trong lôi tình nghĩa của cô rồi. Sống trong sạch. Đâu vào đấy rồi, làm sao mà làm sai ý cô được. Sai ý cô nào được. Trong đó bạn của con cũng vào khám nhiều rồi. Khám nhiều rồi. Bây giờ cũng báo cáo em, bé U là có đứa cũng 100-200 tỷ cả đấy, nhưng mà chúng nó chuyên về sao cả. em không mừng lắm, chưa cô chỉ biết thế thôi, cô hơn 90 rồi, bây giờ còn được gặp các em, thế này là cô cứ mừng. Từ nãy thấy An nó bảo là các em xuống chơi thì cô mừng lắm, cứ tổn thức lên là em cũng nhớ mà. Dù em đưa thằng Hoan hết là nghịch ngợm là cô nhớ. Nghĩ nó phải thằng Mạnh này. Mạnh. Con nhận lại lần nữa bây giờ nó phục hồi rồi. Con là Công. Nghĩ. Công.
Châu lên lớp trưởng là phải nhớ rồi. Vâng. đặc biệt. Thế còn cả một cái kỷ niệm ăn mòm mà chụp hồi lần đầu tiên gặp nhau. Vâng, năm 97. Cô nhớ. Vẫn còn nguyên quyển ăn mòm. Vâng, cô còn nhớ có để cái hòm. Tất cả. Đứa nào cũng được chụp ở chụp ảnh với cô. Vâng. Thằng Hoan cái này nghịch nghịch nhất. Bây giờ vẫn thế. Hương Nghi thì gần đến rồi. Nói chung là không có những thứ vẫn nhớ mang máng được. Hồi em đi học đại học hôm sắp nhập trường, cô và cả Nghi đều nhớ không? Đấy cô ôn vào chung vườn mà cũng thấy là cũng là nhớ là cái hôm thi đại học ấy, cô bảo thôi ông Hoan ăn cơm được mấy bữa nhá, không phải đến cơm con mấy đứa mà đấy, con các bạn ngày đấy là Vân biết rồi, còn đang trẻ, có 18 tuổi, chứ bây giờ là 50 năm nó cũng có nhiều cái thay đổi. Cô mà trí nhớ của cô như này là cũng tuyệt hảo. 50 năm quá tuyệt vời, con nói là 50 năm mà vẫn nhớ được, tại vì nét mặt nó đổi thay một số rồi, chứ không giống như xưa đâu. Và ví dụ như là nó con gái thì không nhớ lắm nhỉ? Con gái cũng không giống mấy đâu, con gái con gặp luyến mãi không nhớ ra. Đúng là chưa gặp lần nào từ hồi chia tỉnh ra. Nhớ không nhớ? 50 năm. Hôm nay nó không đủ cả cô ạ. Như vậy anh nói rồi, tức là không đủ cả, bởi vì là nó cũng có một số bạn bất khả kháng, vì chúng con bây giờ đã thành ông thành bà rồi, có người thành cụ. Thế là công việc gia đình nó nhiều lắm. Nó có khi là được 70% là tốt. Khi mà anh Luyện, anh ban liên lạc là có lời với tất cả các anh em ấy, thì cũng rất nhiều người là... Thế Mạnh ở đâu ở... Thằng Lãng, Lãng học trung văn khá. Học tốt nhất là tên Lãng. Lãng là trung văn là số 1. Nhưng mà khẳng định bây giờ là trung văn bây giờ có khi em nói được nhiều nhất. À, đúng rồi. Cái gì đi xuất khẩu? Nó xuất khẩu Trung Quốc. 24 bảng cô ạ. Em đi Trung Quốc chơi. Trung Quốc ấy. Ôi cô dạy chúng em cứ được chúng con được mấy chữ thì cứ để hảo nhất là được rồi. Thế nào, ủa mất hảo. Chúng con vào chào lớp là chào Mỹ Hảo. Chào cô Mỹ Hảo, cô là ủa mất hảo. Lào sư hảo. Không có lào sư hảo bây giờ. Lào sư hảo. Đúng rồi. Chào anh. Thùng xòe hảo. Không. Thùng xòe hảo. Dạ. Cô sắp sửa lại dần dạy lại đấy. À thế ạ. Tại vì ông Tập Cận Bình ông lên thì là cô sẽ được đi dạy. À. Cô lại chuẩn bị được đi dạy. Cô lại nhớ đúng cái bài của cái câu của cô Hồ. Mới hiểu sần mơ nắng bị tú đi chi hiểu ông ơi, bảo con chưa nữa. Không có gì viên đồng lập tí đó. Anh cho cô không ngờ rằng cô dạy cái môn đi mà bây giờ các em vẫn nhớ. Con nhớ. Sau vào đại học thì chủ yếu là học tiếng Nga. Cái gì? Điều nhất là Lãng hô là chào cô lão xe áo, cô bảo chào chạy. Chạy. Nhớ lắm. Không có quý hóa. Bây giờ khi là các bạn nữ vào chụp ảnh với cô đi. Trước vừa rồi. Chụp ảnh vừa chuyện trò, xong đó đến các bạn nam vào chụp ảnh với cô. Rồi. Xong tất cả chúng ta vào quây quần chụp với cô. Đúng rồi. Xong đó ta ngồi ta chuyện trò. Rồi. Không, cô chụp. Không. Chụp nữ trước đi ạ. Nữ trước đi. Thế cô cứ ngồi. Năm 97 là cô chụp với mỗi người một kiểu. Mỗi người chụp. Đây cô ngồi giữa để cho các bạn. Dạ cô ngồi giữa. Bình dưới dài. Bình dưới dài. Dài cho. Cô là 92 chứ. À. Cô là 92 mấy? Không, cô năm nay 90. 90. 90, cô sinh năm 32. Cô sinh năm 35. Cô là 92 chứ. 35 thì... 95 thì... 90 là... Cô gọi là 90. 90. Sáng nay các bạn nói bảo cô năm nay 90. Mình bảo ở đây như thế là u lẻ mỹ u nhà này bằng tuổi nhau. Lâu nay cái tưởng là cô năm sinh
À đây này. Cái mét của cô. Mua có tiền lương hưu, mua dưa đây này. Ta phải chỉ thôi. Không ăn cũng cầm lấy cho cô vừa lòng. Cho u vừa lòng. Cho u vừa lòng. Tinh tang tinh. Thứ nhất là tiền. Tiền chủ, tiền chủ. Mời cô. Có ra đây. Ra đây, cho ra đây. Cho vào vướng. Rồi. Dựng lên cho ông đây. Rồi, nhờ các bạn. Rồi, xin mời các bạn đây. Này. Đấy, mỗi người miếng đây, mời đây, cô mời đây. Con mà cầm cho cô để cô mời đấy. Cô mời các con. Thôi, được rồi, tôi cứ đưa cho ấy. Không mời cô. Cô có chặt em không? Cô đã bảo là cái thằng này rồi. Không. Cô bảo là thằng này là nói từ đầu cho hôm cuối cho hôm tôi còn nghe tiếng. Cô ăn miếng. Cô bảo cô mua được nửa bao sắn khô về kia nó thì chất hiền đấy cô ạ. Ngon lắm. Ngon lắm. Cô ạ. Ngon cân à. Ăn miếng dưa tỉnh rồi. Ngon. Ngon quá. Ai đấy? Mình không ăn. Con nhớ con nó. Ăn dừa dài là được. Ừ. Ừ. Anh này, này thu thế rồi này. Đi tiểu đường à? Đi tiểu đường à? Ui giời. Ăn đi ngọt thế. Ăn đi. Ăn đi đẹp. Có chưa bà bị bắt nạt. Đừng ăn vào đây đâu nhỉ. Ăn về rồi. Bây giờ lại gọi mà. Đâu ăn ở đây đâu. Thế à? Cô thì cô ở đây. Ăn thì ở chỗ khác. Vâng. Thế mà ở trên nhà thì có tưởng thường đang bây giờ cô bán hàng cho hôm khổ nhỉ. Làm này bên nước cô bán hàng cho hôm. Còn là công việc bán hàng thì lý thì nó làm nhà. Cái nhà là nhà. Nhà Lý. Nhà đây là nhà Lý. Nhà đây là Lý. Thế Đạm ở đâu ạ? Đang ở Đức cái khu chung. Ừ, thằng Úc nhập nhanh mà, có thể xanh. Nhưng nó cũng về Việt Nam rồi. Tưởng. À, về rồi cô. Đang về rồi cô. Về rồi. Giờ làm cái gì tưởng mà. Ở nhà. Đây là Lý. Nhà đây nhà Lý. Đi làm thuê cho người ta. Rồi ngọt. Tức là nhập khẩu bên chèm. Vẫn làm. Vẫn làm. Ở nhà đi làm thuê. Anh làm trưởng Lý thi thường, nhớ. Đang. Năm người. Cha tăng lễ, nhà tăng lễ thôi. Cái năm đấy là năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu? Ngày cũng ra nhà tăng lễ cả. Thầy mất là năm bao nhiêu tôi nhỉ? Bảy năm. Cái đấy là mình mới luyến hay Huynh nhỉ? Tớ Huynh tớ là em có tớ có mi luyện Trinh nhỉ? Rồi mày gặp chuyện với cô mãi cô ra thế mới gặp Huynh luyện ở ngoài này rồi chứ chị em mới ra gặp luyện ở ngoài này. Ông mất đấy vào năm 2013 2014 20 năm 11 năm hơn 10 năm 2013 2013 cô có ngủ được không? Cô có ngủ được không? Ngủ thì nói chung là cô sinh hoạt vẫn bình thường. Thế thì tốt. Tốt quá. Không chỉ nhớ cô. Chỉ có cái là cô bị cái Alzheimer. Cái da đã khỏi chưa? Mình nhớ được chỉ nhớ cô. Không có cái ấy có cái. Trước là bị cái da đấy. Bây giờ bị da thì khỏi rồi. À? Bây giờ bị cái Alzheimer. À Alzheimer thì con đang bị đấy. Con đang bị đây này. Yeah. Cầm tay cầm cái gì là cứ rung rung này. Cái gì cũng rung rung. Đấy. Chứ còn thì cái lão họ chồng uống thuốc rồi. Bắt bệnh trực chậm rồi. Thế bây giờ đi lại là cô thì phải đi ra ngoài kia rồi. Chống gậy đi được. Cô chống gậy. Chúng vậy không đi được. Tay nó này, rung. Thế đi đâu bây giờ? Tốt nhất là đừng có đi lại. Thôi, đi lại sợ ngã cô ạ. Cái ngã. Ngã lộ. Ngồi quanh đi được. Ngồi thì lại căng. Vặn đặt. Có người giúp bé. Rồi. Ra sân thì phải có cái ghế. Rồi. Ghế thì đẩy ra sân. Thế thôi. Chứ còn cô cũng mới thôi, mới bị cái đó thôi.
Còn thì năm ngoái vẫn đi lại được. Như vậy là cái thính giác được đó. Ba cô còn tốt. Mắt tin. Mắt tin. Đấy, cái đấy là tốt đấy. Thính giác, trí nhớ. Khẩu là vẫn có thể đọc được cái nói Việt Nam. Cô vẫn viết được mà. Chẳng hạn do chữ. Cô vẫn viết từng. Cô vẫn viết là tập rồi. Em thấy anh chúng ta cái bạn già không biết được, biết được hết, đúng không? Cháu ở nhà có chuyện gì là cũng biết được hết. Bây giờ cũng vẫn biết được. Thì có đi thì không đi được. Mắt cô vẫn sáng chứ nhỉ? Mắt sáng thì nhìn rõ, nhận được chứ. Nhận ra mày đi tu thuế. Phải rồi, chuyện đi ra cơ mà cũng mua được cơ hơn chục cân đi về để làm. Sáng một túi lá, lá. Để cho sầu ăn mấy đêm rồi. Vất vả của cô thuộc thời đấy. Trời đấy vất vả. Lại đông con, giờ. Đông con. Ngồi giáo viên thời giờ cô là khổ nhất. Ngồi bìa mà. Ngủ gật. Tóc cháy hết à. Em là lần cuối năm là cuối năm. Cô có ngủ, không được ngủ, em không được ăn mấy hồi được. Ăn cơm được mỗi rau. Mình biết chứ, không phải mà kiểu biết chứ. Như thế là anh Mạnh cùng chế độ của tôi phải thêm cô hơn nữa. Một môn. Khi lại sau thì vào lớp người học tiếp không? Học như vậy là được nửa học kỳ kiểm tra hay không đủ điểm nên đẩy xuống lại lớp dưới. Em biết phải đi bộ đội chứ. Không là đi cùng các ông đi mẹ trước nhỉ? Được đi sớm à? Đi sớm. Thế là mình học lại xong mình chán bỏ. Nói chung là bây giờ thì cô sớm rồi. Vâng. Trước thì cô ngồi ngoài đầu đường cũng có, rồi ngã nào cũng có. Đi xe thuê, xe than, xe củi thuê. Em còn nhớ cô mãi lịch sử. Bắt đầu là chuẩn bị thi tốt nghiệp. Bố em mất, bố em bệnh, em đành phải nghỉ học, nhà nghèo. Thế là sau mất, cô còn cùng các bạn về tại nhà, động viên gia đình. Em lại đi học tiếp, em nghỉ gần một tháng. Tết cùng đi chơi từng nhà. Sau em lại đi học. Đi xe đạp vòng vòng xe đạp nhau. Sau thi tốt nghiệp xong thì đại học xong thì đi chung Tết ở nhà một đợt. Nhớ nhớ chung là nhớ mãi thầy trò mấy bạn cô, bè bà chỗ đấy này bảo như thế này cùng cả đông con là cùng với các bạn này về tại nhà động viên gia đình biết cái hoàn cảnh cô toàn từng nhà thôi. Biết hoàn cảnh khó khăn đấy cứ đèo nhau đi vòng vòng không đi cả. Học được thế cho nên là về động viên gia đình cô cũng chịu khó về nghe cô nghe các bạn là em đi học Tết đến là bắt đầu em bỏ mất gần nửa tháng một đứa đèo cô nó bắt đầu lên đi vòng vòng hết cả nhà nọ sang nhà kia không đi chơi ai đi bộ đội gì năm. Bây giờ là mấy bạn này cũng là cô giáo, không ai có cô giáo như cô. Không được bằng một tí. Bây giờ chỉ cho mình con. Các thầy giáo. Mình nhớ này. Bây giờ chúng con cũng chả nhận được thông tin gì cả, nhưng mà cái số mà trường thọ như thì có lẽ là bây giờ cũng vãn rồi. Nhớ rồi. Nhớ rồi. Thầy Lân thì nhớ còn không? Còn. Thầy Bùi Đào Quang. Thầy Quang mất. Quang đã đi rồi. Lân ít tuổi. Thầy trai chân mất rồi. Thầy Trúc. Về Đình Bảng. Trúc mất rồi đấy. Quang là Hoàng Lệ Thủy Minh Châu. Còn bây giờ là còn thầy Trúc thì khỏe. Trúc thế thì mất rồi. Thầy Trúc có cái những con. Mất rồi. Lâu rồi. Mất lâu rồi. Tám năm rồi. Thằng con nó về hưu à quên thằng con của ông Thúc về hưu còn mấy con về hưu con thì con cũng giám đốc Tiên Thu Ba nhỉ cô cô đầm về miền Nam Dung cô An về miền Nam sau đó lên làm tránh thanh tra phòng giáo dục ấy. Nhớ cái lần tôi phải lên tôi nói cho ông ấy hỏi cái chiều mà sau về làm thực tập với giáo viên dạy chung mình á nhớ sau về làm cục trưởng của ban tuyên giáo trung ương có về cục mình nói chuyện thời sự xong rồi lần ra mình hỏi ra giải thích nước ngoài có thầy cơ nữa ông thầy cơ thầy mà ngồi dưới giờ một cái đèn mất cái nhen gì ở thầy chắc dạy chung ban
sau chủ nhiệm lớp sau chủ nhiệm thay cô chủ nhiệm lớp mình cuối thay cô cuối ờ cuối nửa một nửa học kỳ đúng rồi thầy một học kỳ đi đi Congo ấy sau về Diên dạy sinh vật thầy Diên ở Đình Bảng thầy Diên Diên thì mất rồi bảo đi nghiên cứu sinh này thì đi nước ngoài lớn khổ quá, các ông có tuổi các ông đi này bạn, bạn bè mình đi đi hàng mã rồi thế này. Ai mất rồi cô? Thủy đi đồ kia thì cần cái Loan Loan ở Long Văn mất rồi. À thế à? Hưng mất rồi. Không nghỉ đâu rồi. Hưng cô biết rồi. Không cô biết Hưng thì Loan này. Mai này mai thì cô làm rõ nhất thì Văn mất. Đợt cô về Văn mất rồi. Văn mới Hưng mất chưa? Hưng mất đầu mai, mai thì mai mới Loan thì mới. À, thế. Loan mới mất. Mai mất rồi. Đâu, hai năm rồi. Loan mất trước tôi Covid mai á. Mai mất là năm 2020 khi đó tôi bắt đầu đi Phú Yên. Thì là trình điện tôi. Giờ đang sân bay thì lúc ốm lại có nhau vào đó lớp anh em vào đó năm 2019 là mình vào đó năm 2021 là ông khóc đó sau đến Đài Loan này thì sau đó là nhà mai chơi sau đan mất thì tớ trinh là tôi nhưng mà nói chung được xuất những trường hợp đặc biệt thôi bệnh riêng ở riêng mai cháu cứ chả có ai chết thì được xuất ngày mai thì các bạn ở nhà bệnh dư khó chịu kéo dài thế bây giờ báo cáo với U là sáng nay học lớp thì có 24 bạn đấy như vậy là trên tổng số hơn 30 bạn thì có một số bạn là lý do như anh Công nói là không sắp xếp được để về dự. Đấy, như các bạn sẽ được ghi nhận những cái hình ảnh này thông qua cái trang Zalo của lớp sau buổi này. Đấy, có phóng viên xây hẳn phóng viên để ghi. Nói cáo cô là V V O V V V V. Nếu cần thiết là em sẽ đưa lên là chương trình là kia em EU chỉ có một mình Hương chứ còn đây nhiều Hương lắm. Đấy, có chục Hương cơ. Ngồi quá rồi. Ngồi mình mãi như thế. Cô làm cái đài, xong kia cầm mở đài thế là nghe cái loại có tiếng người. Nhận. Cô lần này mấy hôm nay là lại thành ủ tai hơi bị cái cho nên điện thoại cái trái gió trời trời rồi đi ra tới ngoài nè còn trước thì vẫn bình thường lắm giờ như ngoài 90 rồi còn gì thế này là được rồi mau các bạn cứ bằng U vẫn được như thế này lớp được bằng không được bằng đã là xuống quá lại quá rồi là cố gắng phân bầu lũ bằng không biết thế vâng sự hôm nay sau đây thì là khổ là đợi đi vệ sinh thế hệ học sinh mà cái khóa 71, 74 của cô á phải nói nhiều người tài đấy đóng góp cho xã hội rất nhiều đấy ông kính thưa cô thưa tất cả các bạn có lẽ là cái thời gian đúng là như Kiều nói tức là thời gian ngắn chẳng tựa thoi đưa mà em không thuộc kiểu mấy nhưng mà thấy rằng thời gian nó rất là quý đặc biệt ngày hôm nay chúng em được gặp nhau này thấy thời gian trôi đi nhanh thật mấy hôm mất độ tuần háo hức nghe tin ban liên lạc nói háo hức nên là hôm nay thế là cũng vèo cái từ sáng giờ là cũng gần hết chương trình bây giờ nó cũng là đến gần 3 giờ rồi báo cáo với cô là chúng em nó mỗi người một việc anh Tín anh Nghị anh đặc biệt anh Nghị anh còn hẹn giờ anh đi về tận trong Đà Nẵng rồi chúng em mỗi người cũng một việc. Thế nhưng cái việc thăm cô hôm nay ấy, cũng muốn ở thêm vài ngày. Muốn là muốn ở đây mãi mãi cơ. Thế nhưng mà không được. Con xin phép cô. Thì một lần nữa là xin kính chúc sức khỏe cô. Nhiều sức khỏe. Giữ sức khỏe và nhiều sức khỏe. Mong cô là trường thọ khoảng hơn mỗi giáp ấy. Còn cái độ 104 trở lên. Không, nói thật thế. Nếu chúng em có điều kiện. Thầy chúng con có hứa nhau ở ban liên lạc có hứa nhau là cái độ 5 năm phải gặp nhau cô ạ
Bao nhiêu là có hứa là cứ 5 năm cho gặp nhau lần chứ không thể 50 năm nữa. Nếu 50 năm nữa thì hết. Thì là sau đó là chúng con vẫn vâng. Vâng. Mọi người chưa? Vệ sinh không này? Cái gì? À đúng rồi. Phải giải quyết cái. Mua sữa nhé. Để bồi dưỡng sức khỏe con để đây nhá. À thì cái này là bà làm thôi luôn à? Hả? Cô làm luôn đấy. Thời gian có hạn, chúng em xin phép nhé. Và tuyệt phòng. Về kỷ niệm lúc còn học sinh, tà áo trinh nguyên tô thắm bao tình. Đời học sinh với nét đoan trinh, tươi đẹp như màu hoa sinh. Có đôi khi thấy buồn một mình, không phiền không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài, lời yêu thương vẫn rót bên tai nhưng lòng chưa hề yêu ai. Bên xuân xin ước hẹn ngày qua rồi, bạn bè người một nơi xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắc nhở đôi lời, nhớ những lúc bên nhau vội bên vui say xưa mãi trường thân bên và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm đi vào ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm mưu sinh giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày.